Thưa quý vị và các bạn, hiện nay trên thị trường Việt Nam có hàng chục thương hiệu thuốc lá nhập lậu, trong đó thuốc lá Z và Hero chiếm tới hơn 90%. Việc không ngăn chặn được thuốc lá nhập lậu đã gây thất thu ngân sách nhà nước mỗi năm hơn 6.000 tỷ đồng. Trong năm 2015, với nhiều nỗ lực của các cơ quan chức năng, tình trạng buôn lậu thuốc lá đã giảm đáng kể. Lượng thuốc lá lậu giảm khoảng 30% và thị phần thuốc lá nhập lậu chỉ còn 15-20%. Các doanh nghiệp thuốc lá trong nước đã phục hồi được thị trường nội địa, dần lấy lại được những thị phần đã mất từ thuốc lá nhập lậu. Tuy nhiên, từ đầu năm 2016 đến nay, lượng thuốc lá nhập lậu có dấu hiệu gia tăng trở lại. Số lượng vận chuyển quy mô lớn và công khai diễn ra trên khắp các tỉnh thành trong cả nước. Theo khảo sát thực tế dọc tuyến biên giới giữa các tỉnh Tây Nam, thuốc lá điếu nhãn hiệu Z và Hero được sản xuất bởi công ty thương mại thuốc lá Sumatra của Indonesia đang tràn vào. Có thể nói là thuốc lá lậu hàng năm đã gây thất thu cho ngân sách nhà nước khoảng độ 10.000 tỷ đồng. Thứ hai là mất cái sản lượng nguyên liệu thuốc lá khoảng 18.000 tấn và tương đương với 10.000 hecta cây thuốc lá. Rồi làm ảnh hưởng, tức là mất việc làm của hàng triệu nông dân rồi công nhân trong ngành thuốc lá. Và đặc biệt nguy hiểm là thuốc lá lậu thì không phải in cảnh báo sức khỏe, không bị kiểm soát về hàm lượng ta nicotine và không đảm bảo cái vệ sinh an toàn thực phẩm. Thì trong thuốc lá nhập lậu nó có một số độc tố cấm sử dụng và cái hàm lượng ta và nicotine thì cao hơn nhiều so với mức mà Bộ Y tế quy định. Việc chống buôn lậu thuốc lá hiện nay vẫn chủ yếu thực hiện bằng cách mật phục, triệt phá các đường dây buôn lậu từ Campuchia, Lào về thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, cách làm này không mang lại hiệu quả mà còn gây nguy hiểm cho lực lượng tham gia bắt giữ vì các đối tượng buôn lậu rất manh động, sẵn sàng chống trả để trốn thoát khỏi sự truy bắt. Đỉnh điểm là ngày 15 tháng 9 vừa qua, trong lúc truy bắt đối tượng buôn lậu thuốc lá số lượng lớn, cán bộ của Chi cục Quản lý Thị trường Long An đã bị đối tượng buôn lậu thuốc lá tấn công nhằm tẩu tán lượng hàng bị bắt giữ. Một đồng chí cán bộ Chi cục Quản lý Thị trường Long An đã thiệt mạng. Toàn tỉnh hiện nay là có 9 đội, gồm có 8 đội nằm ở các huyện và đội cơ động. Tuy nhiên thì lực lượng ở các đội hiện nay là rất là mỏng, mỗi đội thì khoảng 7-8 người và phụ trách thường là một đội là phụ trách hai huyện. Do đó nên cái lực lượng là không đủ đáp ứng để cho cái công tác phòng chống buôn lậu trong thời gian vừa qua. Thì về quản lý thị trường thì hiện nay thì chúng tôi cũng có nhiều đề xuất để tăng cái lượng biên chế cũng như là tăng cái phương tiện công tác và các công cụ hỗ trợ để cho lực lượng quản lý thị trường có đủ cái điều kiện để trấn áp tội phạm buôn lậu. Để ngăn chặn và hạn chế những tổn thất cho lực lượng quản lý thị trường, ngay sau khi vụ việc xảy ra, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã có sự thăm hỏi, chia buồn với gia đình đồng chí quản lý thị trường thiệt mạng và có những chỉ đạo kịp thời với lực lượng quản lý thị trường Long An. Với góc độ là cái người đứng đầu của ngành công thương, tôi cũng phải nhìn điều đó. Rõ ràng là lực lượng quản lý thị trường chúng ta thấy rồi, với cái tình hình như thế này và với cái thực tiễn của cái câu chuyện của đồng chí Nguyễn Kim Ngạch cho đây là chúng ta phải đối mặt với hiểm nguy đến tính mạng hàng ngày. Bởi vì sao? Lợi ích của những cái lực lượng buôn lậu và gian lận thương mại nó quá lớn và họ sẵn sàng làm mọi việc, kể cả xâm phạm đến tính mạng con người của chúng ta, của lực lượng chất phạm trong đó cái quản lý thị trường. Trong khi lực lượng quản lý thị trường của chúng ta, cả của cái pháp lệnh cũ và pháp lệnh mới là đều chưa đủ những điều kiện và cái công cụ để đảm bảo được cái hoạt động hiệu quả và bảo vệ được cái sự an toàn tính mạng. Ngoài quản lý thị trường, chúng ta còn có những lực lượng của công an, của công an kinh tế, của lực lượng biên phòng và rất nhiều lực lượng thanh tra khác để chúng ta cùng một là thực hiện những nhiệm vụ chung. Tất nhiên mỗi lực lượng có một cái chức năng, có một chức năng và có yêu cầu riêng, nhưng chúng ta phải tính để làm sao là có cái cách phối hợp trong cái ban 89, trong các cái chỉ đạo chung của tại chính quyền địa phương để chúng ta phải có. Theo Bộ Công Thương, thực trạng thuốc lá điếu nhập lậu đang rất nhức nhối. Mỗi năm có tới 600 đến 700 triệu bao thuốc lá lậu vào Việt Nam, gây thất thu nghiêm trọng cho ngân sách nhà nước, ảnh hưởng lớn đến các doanh nghiệp sản xuất trong nước và cuộc sống của hàng triệu nông dân. Hiện Bộ Công Thương đã yêu cầu các lực lượng chống buôn lậu căn cứ vào tình hình cụ thể của địa bàn quản lý, chủ động nắm tình hình, bám sát địa bàn, xây dựng phương án cụ thể, tiếp tục tăng cường hoạt động kiểm tra, kiểm soát. Đồng thời, các ngành chức năng cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp thường xuyên, xây dựng và triển khai kịp thời kế hoạch kiểm tra, kiểm soát, tập trung lực lượng đánh mạnh, đánh trúng các đầu nậu, tụ điểm buôn lậu lớn, kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm về vận chuyển, buôn bán thuốc lá nhập lậu,
Bộ Công Thương cũng đang xây dựng chương trình tuyên truyền để người tiêu dùng quay lưng với thuốc lá lậu. Với những giải pháp mạnh tay cùng với những chế tài xử phạt đủ sức răn đe, hy vọng đây là cơ sở để lực lượng chức năng tăng cường công tác quản lý, xử lý nghiêm các đối tượng, trường hợp vi phạm, tránh thất thu cho ngân sách nhà nước, ổn định an toàn xã hội.